với những câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được. Đó là một câu hỏi đến từ tổng đài 19006145. Alo VTC16, xin nghe ạ. Xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia tại trường quay. Dạ vâng ạ, xin mời anh đặt câu hỏi cho chuyên gia Lê Văn Năm của chúng tôi. Vâng, em có nuôi 500 con vịt hôm nay được 25 ngày tuổi nha. Mà mấy ra có hiện tượng nó ổ lũ mà nó cứ chảy nước mũi như tê nó kẹp kẹp nó để mũi mà đi phân màu đen xì nó lắm. Vâng. Chúng ta được đánh khắc phục ạ. Vâng. Anh có thể đây là một trong những cái bệnh mà do Trichomonas gây ra. Đấy, bệnh Trichomonas thì tức là tiếng Việt ý, thì gọi là bệnh trùng roi. Đấy, thì anh lấy giấy bút ghi cái phác đồ điều trị. Thì chuyên gia ghi nó bản cho cháu rồi ạ. Ghi nó lâu lắm. Vâng, mà thì chuyên gia cứ đọc. Anh lấy giấy bút đi, anh có giấy bút đấy không? Đó không có giấy bút đây, nhưng chuyên gia cứ đọc đi ạ. Không nhớ đâu. Anh có thể mở ghi âm cũng được. Một là anh nên tiêm lại vaccine dịch tả vịt. Mặc dù nó không dính dáng này nhưng mà cũng nên tiêm. Cách tiêm là lấy 3 liều vaccine dịch tả vịt pha với 0,3 ml nước cất rồi tiêm cho một vịt. Nơi tiêm là dưới da nách cánh. Khi sau khi tiêm xong thì anh lấy cái toa thuốc gồm T-Corizin 15 g, Hepaton 15 g, Kalium là thuốc của người, cái loại 500 mg trong một viên thì anh dùng 18 viên. Rồi tê cúm gia súc, giải độc gan thận lách TA mỗi loại 20 g. Tất cả cho một tạ vịt của anh ăn uống trong một ngày, dùng 4 ngày. Anh làm đúng thêm 4 ngày sau nó khỏi. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm với những tư vấn vừa rồi. Cái gì? Dạ vâng ạ, xin mời khán giả có thể hỏi lại không ạ? Thưa chuyên gia, ở đây cháu không thể mua được cái thuốc he he ba tôn ạ. Thì chuyên gia có thể thay thế thuốc he ba tôn bằng cái thuốc gì không ạ? Anh ở đâu? Em ở đâu? Nam Định ạ. Nam Định có he ba tôn đấy, anh đến anh gọi số. Không có, bởi vì đây nó có 2 hiệu. Anh gọi 0903 461686. 0903 461686. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm với những tư vấn vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Và nếu như khán giả vẫn chưa ghi được đầy đủ những cái tên thuốc cũng như là phác đồ mà chuyên gia Lê Văn Năm vừa đưa ra thì có thể theo dõi lại chương trình được phát sóng trên các kênh phát sóng như là YouTube hay là fanpage của kênh VTC16. Và đồng thời thì chương trình cũng sẽ được phát lại vào tối nay trong khung giờ từ 20h55 đến 21h55.